Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Đến với chương trình Nhật ký đường đua. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, nhân ngày hôm nay đoàn đua có ngày nghỉ tại thành phố Huế mộng mơ, Tú Văn đã có thời gian đi dạo tại cây cầu gỗ lim dọc bờ sông Hương để ngắm nhìn vẻ đẹp của xứ Huế. Và bật mí với quý vị là hôm nay Tú Văn không đi một mình mà đồng hành cùng Tú Văn hôm nay còn có một người bạn rất đặc biệt, vận động viên đang giữ áo vàng hiện tại, Petra Rikunov của đội tập đoàn Lộc Trời. Xin chào everyone Việt Nam. It's my name Petr Rikunov. Vậy đây là cách phát âm chính xác nhất tên bạn, Petr Rikunov. Petr Rikunov. Cảm ơn bạn. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên sau năm chặng. Bạn cảm thấy thế nào? Cảm giác thật tốt vào ngày nghỉ hôm nay. Tôi cùng đội tập nhẹ sáng sớm và ăn trưa, ngủ nghỉ massage và chuẩn bị cho các chặng đua kế tiếp. Hiện tại chúng tôi đang giữ hai áo. Với đội, đó là một kết quả rất tốt. Vâng, trong một ngày nghỉ thế này thì không thi đấu, không áp lực. Người hâm mộ muốn dành thời gian để tìm hiểu nhiều hơn về bạn. Vậy, bạn có sẵn sàng cho một vài câu hỏi đáp nhanh hay không? Bạn đã đi thi đấu ở bao nhiêu quốc gia? Tính luôn Việt Nam là khoảng 20 quốc gia, hoặc có thể hơn. Tôi không nhớ chính xác, nhưng với tôi, Việt Nam rất tuyệt. Đâu là món ăn Việt Nam yêu thích? Đó là phở bò. Mỗi ngày tôi ăn rất nhiều thứ, gà, trứng, cơm. Tôi ăn đủ thứ, nhưng với tôi, trong ngày nghỉ, phở bò là lựa chọn số 1. Bạn ở cùng phòng với ai? Roman Makin. Anh ấy là người bạn, người đồng đội rất tốt. Ngoài Makin thì bạn thân với ai nhất trong đội? Với tôi thì không thể chọn một, vì cả đội đều trên cả tuyệt vời. Ai là người bạn nhớ nhất lúc này? Gia đình, chắc chắn là gia đình. Vợ và con gái 6 tháng tuổi của tôi nhớ họ rất nhiều. Thật khó khi phải đi thi đấu xa nhà, nhưng vẫn còn hơn 3 tuần nữa và tôi phải tập trung. Sau mỗi chặng đua, tôi sẽ gọi điện cho họ, đều đặn mỗi ngày. Bạn nói được tiếng Việt không? Và đó là gì? Xin chào. And come on. Đó là tất cả. Bạn nghĩ sao nếu như mình dạy bạn một câu tiếng Việt về vẻ đẹp của Việt Nam? Việt Nam very beautiful in Vietnamese. Việt Nam đẹp lắm. Việt Nam đẹp lắm. Hy vọng bạn sẽ trải nghiệm thêm nhiều điều thú vị tại Việt Nam ở các chặng đua sắp tới. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cùng chương trình hôm nay. Peter Rikunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang ra mắt hoàn hảo bằng chiến thắng vòng đua Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội và giữ áo vàng về đến cố đô Huế. Sức mạnh của Rikunov và tập thể An Giang được thể hiện qua việc họ không chỉ co cụm để bảo vệ áo vàng mà biết cách mở rộng lợi thế. Sau chặng 1, khoảng cách trên bảng tổng sắp cá nhân giữa Rikunov và các đối thủ trực tiếp Loic của Dược Domesco Đồng Tháp, Eco For Love của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama và Ba Sanku của Đồng Nai là 25 giây. Nhưng sau chiến thắng ở Huế, cách biệt đã được nới rộng lên thành 31 giây và 50 giây. Đầu tiên phải kể đến chiều sâu lực lượng của An Giang, 14 máy kéo đã làm việc hiệu quả suốt hơn 600 km vừa qua để hóa giải những đợt tấn công từ các đối thủ. Rikunov cho thấy anh là sự bổ sung hoàn hảo, nhà vô địch cá nhân tính giờ U23 Nga, khéo léo chọn thời cơ tấn công, loại bỏ các đối thủ ở 10 km cuối. Có nước rút tốt, lẫn khả năng làm nước lớn hỗ trợ các mũi đánh áo xanh của An Giang. Hai chiến thắng chặn cùng hai lần về ba giúp Rikunov tích lũy thêm 28 giây thưởng. Đội sẽ sẵn sàng và tiếp tục cố gắng theo từng chặng để có thể bảo vệ được chiếc áo vàng về cho đội tập đoàn Lộc Trời và sẽ cố gắng nhiều nữa ở những trận đua sắp tới. Phạm Lê Xuân Lộc đang có bước phát triển ấn tượng kể từ cuộc đua năm ngoái, cho thấy mình là ứng viên nặng ký ở danh hiệu áo trắng lẫn áo cam, giải thưởng mới của cúp truyền hình năm nay dành cho tay đua Việt có thành tích tốt nhất. Bản lĩnh của tay đua trẻ sẽ được thử thách ở giai đoạn tiếp theo của cuộc đua. Với chặng 7, Huế Đà Nẵng, chinh phục đèo Hải Vân và chặng 9, đua đồng đội tính giờ ở Quảng Ngãi. Đó cũng là thời điểm các ekip sẽ tìm cách phá thế áp đảo hiện tại của tập thể An Giang. Khi mà chặng đường dài mà có đèo thì tất nhiên là các đội mạnh thì cũng sẽ tổ chức tấn công để phá cái thế bọc xích giữ áo vàng của An Giang. Tại vùng bán liền sẽ cố gắng ở những chặng sau có thể
tấn công hoặc là tạo được cái những khoảng cách. Giai đoạn quan trọng, Vinh Quang gọi tên người sẵn sàng nắm lấy khoảnh khắc của riêng mình. Thưa quý vị, hành trình non sông liền một dải cúp truyền hình năm nay đã đi được 1/5 chặng đường, không chỉ mang đến những diễn biến kịch tính sôi động trên đường đua mà còn để lại nhiều cảm xúc khó quên đối với các thành viên của cúp truyền hình. Vậy thì nhân dịp ngày nghỉ hôm nay ở Huế, chúng ta hãy xem là nếu viết nên cuốn nhật ký đường đua này thì họ sẽ viết nên những điều gì. Nếu như được ghi vào cuốn nhật ký đường đua của năm nay thì em sẽ ghi hai từ là tuyệt vời. Bởi vì sau năm chặng đua vừa rồi thì chiếc áo trắng và chiếc áo cam vẫn được em giữ tới hiện tại, và đó là một điều tuyệt vời trong năm chặng vừa rồi. Nếu mà được viết một điều gì đó ở trong cuốn nhật ký đường đua, có lẽ mình sẽ chọn hai từ, đó là sung sướng và hãnh diện. Làm cái công tác là thư ký đạo diễn á, thì nó có rất là nhiều áp lực. Mỗi giờ làm việc của mình là mỗi giờ lên sóng truyền hình trực tiếp, cần phải chỉnh chu, chính xác, nhưng mà rất là sung sướng. Vì đó là vừa công tác vừa được trải nghiệm, là đi từ Bắc vào Nam, đúng cái dịp là 35 năm của cúp truyền hình. Mình chỉ muốn viết lên hai chữ, đó là vinh dự. Lần đầu tiên mà mình được vinh dự là tham dự cái giải đua xe đạp mà truyền thống đã trải dài những 35 năm. Có nhiều cái cảm xúc trên cái cung đường, những cái cung bậc mà mình rất là khó tả. Đơn cử là ngày hôm qua là về tại đích quê hương thành phố Huế của mình thì hẳn khác rất là nhiều so với các điểm đích khác, mà mình rất là vinh dự là một người cầm cờ để phất tất cả các vận động viên về đích. Vi sẽ viết từ tuổi trẻ, bởi vì giai đoạn Vi được tham gia cúp truyền hình đó là giai đoạn từ 23 đến 25 tuổi, là một cái khoảng thời gian rất là tràn đầy năng lượng và tràn đầy sức sống. Mà lại trước đây, 2 năm trước đây, Vi tham gia với cái vai trò là vừa thư ký, một người hỗ trợ. Nhưng ở năm nay lại là một cái vai trò rất khác, làm MC để trò chuyện cùng với các bạn vận động viên. Có những khó khăn, có những vất vả, nhưng Vi lại được đồng đội và được thể hiện được bản lĩnh của chính bản thân mình. Điều đó rất rất là may mắn đối với Vi. Còn nếu mà hỏi Tú Văn về cảm xúc lúc này thì chắc chắn đó là sự trưởng thành. Bởi cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là nơi mà Tú Văn đã học hỏi được rất nhiều điều về nghề cũng như những trải nghiệm để trưởng thành hơn qua mỗi mùa cúp truyền hình. Và Việt Anh cũng như vậy, và trưởng thành, và chúng ta cũng sẽ vẫn còn cố gắng nỗ lực tiếp theo để tiếp tục tiến về phía trước nữa, và chặng đường còn rất dài đúng không quý vị? Và vào ngày mai thì đoàn đua của chúng tôi sẽ ở lại Huế và thực hiện chặng đua thứ 6 vòng quanh cầu Trường Tiền, Phú Xuân. Và đến đây thì chương trình nhật ký đường đua xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Win S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm.